Mình đang có mặt ở bệnh viện, hình như có rất nhiều bệnh nhân. Nghe sợ thật. Bây giờ đang là 11 giờ. Mình vẫn đang chờ vợ mình sinh. Thế các bà bảo là muốn sang vùng 2 thì sinh cho con nó đỡ hư. Con trai mà sinh vùng 1 thì sẽ hư hơn. Nên là bây giờ vẫn đang chờ ở đây. Mong má nhận được. Con về hôm nay con mới được ăn bằng chè đấy. Đấy, con chào rồi. Con chào rồi. Học miệng lại, học miệng cho đau họng. Câu mày. Câu mày nhăn nhó khó chịu gì đấy. Hôm nay sẽ là ngày bé về nhà. Hiện nay chiều nay rất là nóng. Rất là nắng, hôm qua thì mưa bão, hôm nay thì nắng to. Đang từ viện về nhà. Nạ gì? Quen ngay. Nhà chỗ đây thì chỗ này nạ. Xong. Chuột này, ở trong đây có cái gì? Chuột. Nhà qua 12 giờ đấy. 12 giờ rồi. Thì là sang nhà hôm sau rồi, không thì sang mùng 2, sợ con trai mùng 2 dậy nó. Mày thì nó buông. Là chả làm sao đâu. Chả làm sao đâu. Nói mà nó cứ đầu không có. Thế thì nó không dạy được không? Đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Mẹ và bé đang ngủ. Mình sẽ tranh thủ làm việc một chút xíu. Đây là thằng cu cháu. Leo trèo kinh chưa? Chào đi. Chào. Đi. Thằng Bi chạy đâu mất rồi? Đâu rồi nhỉ? Bi ơi, đâu rồi? Đây là tủ của bé. Tắm mát nè. Đây đây, xong rồi, xong rồi. Chạy rồi. Đây, đây là bé Bắp, 4 ngày tuổi. Trọng tâm mới của bác. Đây là thiết bị để đo nhiệt độ. Chân đi, làm mạnh không? Ấy, xíu ấy. Biết đánh đàn rồi các bạn. Làm mạnh không?